Siêu mẫu Irina Shayk đưa cậu nhóc Chris Jr tới sân Bernabeu cổ vũ siêu sao Real trong trận đấu với Betis vào năm 2013. Mỗi ngày thường đi xem bố đá bóng với bà nội và các bác, nhưng hôm thứ Bảy vừa rồi, cậu quý tử của Ronaldo lại tới sân Bernabeu cùng Irina Shayk, cô bạn gái xinh đẹp quyến rũ của bố. Cậu nhóc gần 3 tuổi rất ngoan, ngồi im trên đùi siêu mẫu Nga, chăm chú theo dõi bố thi đấu. Trong khi đó, Irina Shayk vừa cổ vũ bạn trai vừa vui vẻ trò chuyện với các bạn đi cùng. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Thuở còn mặn nồng, cặp đôi trai tài gái sắc Cristiano Ronaldo và Irina Shayk cũng có những hành động thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với một trận đấu khá đặc biệt của riêng cá nhân CR7. Cuộc đối đầu của Real Madrid và Real Betis, đó chính là trận cầu mà Irina Shayk cũng đảm nhiệm luôn vai trò trong cậu nhóc Ronaldo Jr. trên khán đài và cổ vũ cho siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu. Một pha đập nhã 1-2 vô cùng nhuần nhuyễn của Ronaldo và Benzema, và mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo nếu cú dứt điểm cuối cùng của CR7 không đi quá cao so với khung thành của Betis. Tiếp tục là Cristiano Ronaldo khiến các cổ động viên của Real Betis giật thót tim, nhưng pha bật cao đánh đầu quen thuộc của anh Bảy sau tình huống phạt góc lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Adrian. Thế là tỷ số vẫn hiện ra hai con số 0 tròn chỉnh. Phút 38, trong nỗ lực mang tính cá nhân của mình, Ronaldo đã có một pha solo vô cùng đẹp mắt bằng kỹ thuật Ronaldo Chop mang thương hiệu chính mình. CR7 đã dễ dàng vượt qua cầu thủ truy cản. Thêm cú dứt điểm như búa bổ suýt chút nữa đã mang đến niềm vui cho khán giả nhà. Đáng tiếc là trái bóng chỉ đập thẳng vào cột dọc khung thành Real Betis. Thêm một lần nữa, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc. Vẫn là những tình huống phối hợp bóng ngắn đập nhã với tốc độ rất nhanh của cặp đôi này. Lần này người nhận bóng cuối cùng vẫn là Ronaldo. Số 7 của Real đã ngã nhưng trọng tài đã ra dấu, không có tình huống đá phạt nào hết. Cú dứt điểm sau đó của Benzema cũng đi quá nhẹ và không khó cho Adrian có thể khống chế trái banh. Phút 56, sau rất nhiều bài phối hợp bất thành, cuối cùng thì Benzema và Ronaldo đã cùng nhau chốt được một đơn hàng. Một cú chọc khe thể hiện nhãn quan cũng không phải dạng vừa của anh Bảy. Benzema thì lại cho thấy mình hiểu người đồng đội thế nào khi có pha chạy chỗ vô cùng thông minh phá bẫy việt vị. Thêm một pha dứt điểm gọn gàng nữa, tiền đạo người Pháp đã giúp Kane trắng nhân đôi cách biệt trận đấu. Lại là một pha đi bóng ảo diệu làm rối loạn hàng thủ Real Betis của Cristiano Ronaldo. Lần này chỉ bằng cái đảo chân, cựu sao Man United đã loại bỏ tới hai cái bóng áo trắng xanh.
Cú treo bóng sau đó của anh 7 đã đập vào ngực của đối phương, cho nên trọng tài chỉ cho Real được hưởng một quả phạt góc, không có một tình huống thổi penalty nào hết. Cristiano Ronaldo ngày thi đấu hôm đó dường như đã cày nát hành lang cánh của Real Betis. Lần này siêu sao mang áo số 7 lại tiếp tục sử dụng tốc độ vượt trội của mình để khiến đội bạn liên tục hít khói. Mặc dù vậy, những cú treo bóng vào trong cuối cùng của CR7 vẫn thiếu đi sự chính xác. Với việc vẫn đang khá vô duyên trong các tình huống bóng sống, Ronaldo đã có cơ hội thử vận may từ những pha đá phạt cố định. Vẫn với sự tập trung thường ngày mỗi khi đứng trước hàng rào đối phương, tuy nhiên dường như khoảng cách của quả đá phạt là tương đối xa khung thành Betis, cho nên dù đã rất cố gắng sút mạnh, nhưng CR7 chỉ khiến cho Adrian không ôm trọn được trái bóng mà thôi, còn bàn thắng thì vẫn ngoảnh mặt với anh 7. Có vẻ như việc dù rất nỗ lực nhưng mãi vẫn chưa thể điền tên mình lên bảng tỷ số đã khiến Ronaldo cảm thấy ức chế. Chính vì vậy mà vào phút 80, trong một tình huống chẳng có gì nguy hiểm, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có một pha vào bóng rất thô thiển như muốn giải tỏa nỗi niềm. Cơ mà chẳng biết có đỡ được phần nào cơn phẫn nộ trong lòng hay không, nhưng với tình huống phạm lỗi thiếu fair play thế này, một chiếc thẻ vàng mà trọng tài dành cho CR7 là hoàn toàn xứng đáng. Thôi thì cố hết sức rồi mà duyên số với bàn thắng trận này nó không chịu đến. Cristiano Ronaldo đành tạm hài lòng với màn châm ngòi cho bàn thắng thứ 3 của Real Madrid. Vẫn lại là từ hành lang cánh, anh 7 đã có đường tạt chuẩn xác, trái bóng qua thêm một chạm trung chuyển nữa để đến đúng vị trí của Mesut Ozil. Và nhiệm vụ còn lại của tiền vệ người Đức là quá dễ dàng, đệm bóng vào khung thành đã mở toang để hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Vừa rồi là màn thể hiện tuy không có được bàn thắng nhưng cũng tương đối xuất sắc của Cristiano Ronaldo trước Real Betis trong ngày mà cô bạn gái siêu mẫu Irina Shayk đến trông con và xem anh thi đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh nhé.